Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Hoằng Pháp. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Trụ Trì Tổ Đình Hoằng Pháp. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng ta đang trong ban tổ chức khóa tu mùa hè tại Chùa Hoằng Pháp. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc và hoan hỷ đến tất cả các bạn tu sinh đang có mặt tại Chùa Hoằng Pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta đến với nội dung chính của bài giảng, đó là bạn sẽ thấy được phép nhiệm màu, thì tháng trước được nhận một cuộc điện thoại lời mời từ Đại Đức Trụ Trì. Sau đó Đại Đức Trụ Trì mới nói chủ đề của khóa tu. Sau đó mới hỏi là vậy là đề tài của cái thành giảng là gì. Lúc đó thì trong chùa Pháp Bảo đang tổ chức khóa tu mùa hè, và hiện tại hôm nay vẫn đang tổ chức khóa tu mùa hè. Thì trong cái khóa tu mùa hè đó thì Khải Thành có sử dụng một cái bài hát gọi là bài hát Healing đấy, bài hát chữa lành của Mỹ Tâm. Trong đó thì có cái bài, có cái đoạn là bạn sẽ thấy được phép nhiệm màu. Ở đây bạn, các bạn có biết bài đó không? Cái bài gì Hãy Vui Lên của Mỹ Tâm đó, đúng không ạ? Nên hôm nay trước khi chúng ta đến với bài giảng, chúng ta hát trước, đồng ý không? Nên cái tựa đề của bài giảng bạn sẽ thấy được phép nhiệm màu nằm trong bài hát, bài là Hãy Vui Lên của Mỹ Tâm. Nên bây giờ Thầy xin gửi đến tất cả các bạn ca khúc bài Hoa Từ Bi. Nhưng mà vỗ tay bé quá, khởi động ban ngày nó vẫn chưa có được năng lượng. Tại vì khóa tu ở Chùa Hoằng Pháp của chúng ta nổi tiếng lắm. Có từ năm 2005, từ xưa mà ai mà đăng ký mà được nhận hồ sơ là một điều gì đó vô cùng quý giá. Nên nhắc tới khóa tu mùa hè thì cũng đồng nghĩa sẽ nhắc đến Chùa Hoằng Pháp. Và đây là lần đầu tiên Thầy về với khóa tu mùa hè ở Chùa Hoằng Pháp. Hy vọng chúng ta sẽ truyền những cái năng lượng tốt đẹp. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều phép nhiệm màu trong buổi sáng ngày hôm nay. Đồng ý với Thầy điều này không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe ca khúc Hoa Từ Bi. Hôm nay giọng Thầy hơi bị đục, nên có gì chúng ta hát chung nha. Theo gió có chim mà ta lý tiếc kiếm con người, cuộc sống mãi lầm trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ái tham sân si thua nào, rồi đây cũng chỉ như phù du. Ta vang lời ca nhân ơi, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối. Hơi người ơi luôn thương mến nhau, đêm biên miên xua tan đêm tối, thấy cuộc đời để sáng hương là say phút tuyệt vời. Người sáng sáng người tâm ta hoa từ bi, ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa mưa khắp trời, lần đang ấm hiền hòa cho trái đất mây màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như dáng người, một thế giới hòa bình để tâm kết nên hoa từ bi đời đời. Thuộc để hát chung nhé. Ta
ta vang lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hỡi người ơi, luôn thương mến nhau để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời đầy sáng hương là giây phút tuyệt vời, người sáng sang người tông ta. Cho trái đất may màu xanh, tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thân bình, cùng đi đến chân như sạt đời, một thế giới hòa bình để tâm kết nên hoa từ bi đời đời. Hoa từ bi sẽ yêu thương muôn loài. Mai màu xanh, sao yên vui thân mình, một thế giới hòa bình để tâm kết nên hoa từ bi đời đời. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa ngược mặt trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thân bình, cùng đi đến chân như dạng người, một thế giới hòa bình để tâm kết nên hoa từ bi đời đời. Ta cùng nắm chặt tay nhau, ca ngợi ca nhân ái để tâm kết nên hoa từ bi mãi mãi đời đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta đã khởi động xong, đã cảm thấy không khí nóng lên xíu nào chưa? Đã cảm thấy một chút nào đó phép nhiệm màu đang hiện diện ở đây chưa? Cho một tràng pháo tay nữa thật to nhé. Chúng ta bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tiền đức. Kính thưa các em tu sinh thân mến, hôm nay Khải Tần rất là hạnh phúc và may mắn được sự thương tưởng của Hòa Thượng Viện Chủ, của Đại Đức Trụ Trì cũng như chư tôn tiền đức tăng ni trong ban tổ chức, cho phép con có đầy đủ nhân duyên và phước báo lần đầu tiên được về với khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp. Khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp đã có từ năm 2005-2006 và nó trở thành một cái truyền thống vô cùng tuyệt vời. Bây giờ thì ở Việt Nam của chúng ta thì có rất nhiều chùa tổ chức khóa tu mùa hè, nhưng để nhắc đến khóa tu mùa hè thì chùa đầu tiên phải nhắc đến đó là chùa gì nhỉ? Chùa Hoằng Pháp. Lúc đó bản thân của Cải Thành đang ở Bình Thuận. Lúc đó mà để mà một lần mà được đăng ký lên mà tham gia khóa tu mùa hè ở đây khó lắm. Và bản thân của Cải Tần đã đăng ký 2 lần, nhưng mà không lần nào được đăng ký cả. Tại vì vừa đăng ký cái là bên đã báo số lượng đã đủ rồi. Và bạn đi một thời gian thì những cái năng lượng tốt đẹp, thiện lành, những cái giá trị đạo đức, đặc biệt là gieo duyên Phật Pháp đến với giới trẻ từ khóa tu chùa Hoằng Pháp đã lan xa, lan rộng đi khắp các chùa ở đất nước Việt Nam. Hôm nay thật là xúc động và hạnh phúc khi được quay trở về trong một cái hội chúng vô cùng đặc biệt, đó chính là khóa tu mùa hè, nơi ươm mầm trí tuệ, nơi ươm mầm từ bi, nơi gieo duyên Phật Pháp cho hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí chúng ta có thể nói hàng triệu thanh thiếu niên đến với đạo. Nên chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc, vô cùng tán thán công đức này bằng một tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật dài. Vì đến với khóa tu hôm nay, riêng với bản thân của Khải Thần, đây là một phép màu.
Và thầy nghĩ các bạn tu sinh ở đây cũng vậy. Khi đăng ký hồ sơ, khi nhận được sự xác nhận của ban tổ chức, và ngay bây giờ chúng ta đang ngồi hiện diện với nhau ở đây, các bạn đã thấy đây có phải là một phép màu không? À có. Phép màu thực chất nó không phải treo lơ lửng chín tầng mây. Nó không phải là một điều gì đó quá xa vời với chúng ta đâu. Mà phép màu luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Chỉ có điều mình chưa đủ hiểu biết, chúng ta chưa đủ sự tỉnh thức, chưa đủ trí tuệ để nhận ra những phép màu đó mà thôi. Thời lượng giảng hôm nay chỉ có 60 phút, nên những cái điều mà Khải Thành chia sẻ đến với các bạn tu sinh là những phép màu căn bản thôi. Và với những phép màu căn bản này, thầy nghĩ rằng các bạn ở đây sẽ đủ khả năng, đủ hiểu biết để chúng ta lại thấy thêm nhiều phép màu nữa trong cuộc sống này. Ở ngoài kia nhiều biến cố, tham lam, ác độc, sân hận, hơn thua, đấu tranh. Các bạn trẻ ở nay cũng vậy. Thời nay đa số chúng ta không quá lo lắng nặng nề về vấn đề ăn và mặc như xưa nữa cơ. Nhưng mà đối với các bạn trẻ ở đây, bây giờ các bạn có những áp lực riêng của mình không? Có, đúng không ạ? À, chúng ta áp lực việc học, chúng ta áp lực công việc và chúng ta áp lực rất nhiều những cái vấn đề ngoài xã hội khác nhau. Thì ai cũng cần cho mình những phép màu cả. Tuy nhiên, những phép màu nó tồn tại bên ngoài, nó có điều kiện. Thì khi những điều kiện đó không còn nữa, thì phép màu đó sẽ không còn với chúng ta. Còn nếu mình biết nhìn nhận lại phép màu một cách chân thật nhất, nó có sẵn ngay trong chính bản thân của mình, với một cái quan điểm, với một cái cách nhìn, trí tuệ, hiểu biết và từ bi của Đạo Phật, thì ở bất cứ ở đâu, dù đối diện với khó khăn, nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể nở một nụ cười hàm tiếu để vượt qua những khó khăn và thử thách. Nên hôm nay các bạn đã sẵn sàng nhận những phép nhiệm màu trong bài giảng này chưa? Rồi nhé, chúng ta học. Năm nay, ở chùa của thầy cũng đang tổ chức khóa tu mùa hè. Và chùa thầy thì bé lắm, giảng đường cũng nhỏ, chánh điện cũng bé, mọi thứ đều rất là hạn chế. Nên thay vì nhận một lần 2.000, 3.000, thậm chí chùa chúng ta ở đây có khả năng nhận đến 10.000. Thì chùa của thầy chỉ nhận khoảng từ 150 cho đến 300 thôi. Và phải chia làm 3 khóa khác nhau. Khóa 1 thì dành cho các bạn học sinh học cấp 1, khóa 2 thì dành cho các bạn học cấp 2, và hiện tại hôm nay đang là khóa 3, 10 ngày dành cho các em học sinh cấp 3. Thì trong xuyên suốt những cái buổi mà giảng pháp cũng như cái ngày nhập học đó, thì thầy có nói với phụ huynh học sinh và nói với các em tu sinh rằng, thứ nhất, thầy khuyên các phụ huynh đừng bao giờ so sánh con mình với bất cứ một phiên bản nào cả. Nhiều lúc cái lời nói thấy chưa, thấy con của người ta chưa, cái câu nói nó bình thường nhưng nó lại có một cái sức tổn thương rất là lớn dành cho con mình. Ví dụ hôm đó con mình cũng đã cố gắng, cũng đã nỗ lực học tập đi thi, nhưng mà vì một lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó điểm không cao, thay vì đó chúng ta lại có những cái lời động viên, thì nhiều lúc bố mẹ lại vô tình mới so sánh, thấy chưa, con của người ta đấy thi điểm cao, còn tại sao con lại như vậy? Thì lúc đó con mình nó bị tổn thương đến mấy lần? 2 lần. Thứ nhất là mình đã cố gắng, mình đã nỗ lực rồi, nhưng bây giờ kết quả không mong muốn, đáng lẽ chúng ta cần một lời động viên, nhưng lúc đó lại thêm một cái sự so sánh nữa, làm con mình cũng bị tổn thương. Nên thầy khuyên quý vị phụ huynh rằng đừng bao giờ so sánh con mình với bất cứ ai cả. Và thầy cũng khuyên các em tu sinh ở đó cũng đừng bao giờ các con so sánh mình với ai cả. Mà nếu có so sánh, hãy so sánh chính phiên bản của mình hôm nay và phiên bản của mình ngày mai nó sẽ như thế nào. Nếu chúng ta so sánh mình với một người giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, thành công hơn mình, không khéo chúng ta dễ có cái tâm lý gì các bạn biết không? Tâm lý gì? Đố kỵ, đúng không ạ? Ganh tị với cái người đẹp hơn mình, giỏi hơn mình.
Còn nếu mà mình so sánh với một cái người nào đó, một bạn nào đó mà kém hơn mình, dở hơn mình, thường thường chúng ta có cái tâm lý gì? À, chính xác, tự cao. Một cái tâm lý tự cao, tự kiêu, một cái tâm lý thì như thế nào, ganh tị. Hai tâm lý này tốt hay xấu các bạn? Xấu, đúng không ạ? À, còn lại bây giờ không cần so sánh mình với ai cả, mà chỉ cần so sánh mình hôm nay và mình ngày hôm qua, là mình hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Sơn Tùng thì có bài hát Hãy Là Em Của Ngày Hôm Qua, nhưng đối với thầy đừng có em của ngày hôm qua, mà mình phải là em của ngày hôm nay. Mà hôm nay phải như thế nào? Phải tốt hơn ngày hôm qua. Đồng ý với thầy điều này không? Nên cái phép màu đầu tiên đó là gì? Hãy thôi so sánh mình với bất cứ một phiên bản nào, tại vì chính chúng ta là một phiên bản limited. Đồng ý với thầy điều này không ạ? Thấy chưa đồng ý lắm đâu, thấy chưa có limited lắm đâu. Vỗ tay lớn xíu nữa đi. Hãy tự hào mình là một phiên bản duy nhất. Tôi không phải là người đẹp nhất, tôi cũng không phải là người giỏi nhất, tôi cũng không phải là người giàu nhất, tôi cũng không phải là người thành công nhất, nhưng tôi là người duy nhất. Mình phải biến mình trở thành một phiên bản tốt hơn. Nên thầy có nói với quý vị phụ huynh và các em tu sinh rằng, trong vòng 10 ngày về chùa tu tập, thầy không hứa biến con của quý Phật tử trở thành một Superman được. Không thể biến con của quý Phật tử trở thành một người hoàn hảo 100%. Nhưng thầy hứa, sau khóa tu các bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bạn đó trước khi tham gia khóa tu. Và các bạn ở đây, gần 2.000 các bạn tu sinh, khi chúng ta bước chân vào chùa Hoằng Pháp tu, các bạn cũng phải đặt ra cái KPI đó. Vào chùa đúng là vui, đúng không ạ? Chúng ta có nhiều bạn bè, được tiếp cận thêm nhiều những điều tốt đẹp. Nhưng các bạn phải đưa ra một cái tiêu chí, một cái chỉ tiêu, một cái KPI. Cái ngày đầu tiên tôi tới chùa Hoằng Pháp, tôi tham gia khóa tu, hôm nay là ngày thứ mấy rồi các bạn nhỉ? Ồ, thứ sáu hả? Chúng ta có mấy ngày? À, ngày mai là chia tay rồi hả? Rồi, thì hôm nay là ngày thứ sáu tôi tham gia khóa tu rồi. Và trước đó 6 ngày khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào chùa Hoằng Pháp, với phiên bản hôm nay của tôi, mình phải là một phiên bản tốt hơn. Phải làm được điều đó. Còn nếu chúng ta nghĩ rộng ra thì chúng ta sẽ nói cái vấn đề này. Đố các bạn, trong ngày có hai thời điểm đẹp nhất của một ngày, đó là thời điểm gì? Đừng nói thời điểm đi ngủ nha. Thời điểm gì đẹp nhất trong ngày? Hai thời điểm mà đưa vào thơ ca nhiều lắm. À đúng rồi, bình minh và hoàng hôn. Nên bình minh và hoàng hôn được xem là hai thời điểm đẹp nhất trong một ngày. Bình minh là khoảnh khắc bắt đầu một ngày, ngày mới. Còn hoàng hôn là khoảnh khắc kết thúc một ngày. Hai thời điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều rất là đẹp. Cũng vậy, khi chúng ta gom đủ can đảm để có thể làm được những điều tốt mà trước đó chúng ta chưa từng làm, và khi chúng ta đủ dũng khí để từ bỏ được những việc xấu, việc ác đã trở thành thói quen, thì đây cũng là hai thời điểm đẹp nhất của đời người. Một bắt đầu, một kết thúc, cả hai đều đẹp. Quay trở lại vấn đề, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của mình thì mình cần phải tận dụng hai thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Hãy nhắc lại nha. Hai thời điểm đẹp nhất của một ngày đó là gì nhỉ? Bình minh và hoàng hôn, hai thời điểm hoàn toàn khác nhau nhưng nó đều là rất là đẹp. Chúng ta cũng vậy, trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều thời điểm, nhưng để xem hai thời điểm nào là đẹp nhất thì sẽ có một thời điểm đầu tiên là gì? Chúng ta đủ can đảm để có thể làm được một việc thiện mà bản thân của mình trước đó chưa bao giờ làm. Cái điều này đẹp không các bạn? Đẹp. Ví dụ, chúng ta muốn giúp đỡ ai đó, chúng ta muốn yêu thương ai đó, chúng ta muốn chia sẻ với ai đó, hoặc là hôm nay chúng ta bận đi học,
chúng ta bạn đi làm. Nhưng biết khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp là một nơi ươm mầm trí tuệ, từ bi hiểu biết, sắp xếp tất cả những công việc đó để về chùa đây tu. Vấn đề này có tuyệt vời không? Rất tuyệt vời, cho sự tuyệt vời đó một tràng pháo tay nữa nào. Và trong cuộc đời này không chỉ có một điều đó mà có rất nhiều những điều tuyệt vời, tốt đẹp. Chỉ có điều là mình có đủ can đảm, chỉ có điều là chúng ta có đủ dũng khí để mà sao? Để quyết tâm làm những điều thiện đó hay là không mà thôi. Có một vị nông phu đang cày, gặp Đức Phật và Ngài A Nan đang đi trên đường. Thế là ông thấy Đức Phật và A Nan đẹp quá, ông cung kính, ông bỏ luôn cái cày để ông chạy tới đảnh lễ Đức Phật, quy y với Đức Phật. Ở khi ông vừa quăng cái cày xuống một cái, ông đi được có 3 bước, bắt đầu ông khởi lên cái ý: thôi hôm nay không gặp thì ngày mai gặp, hôm nay không đảnh lễ thì ngày mai đảnh lễ, hôm nay không quy y thì ngày mai quy y, không có muộn. Thế là ông như thế nào? Ông lại quay trở lại với việc cày cấy của ông. Sau khi nhìn thấy vấn đề này thì Đức Phật mới mỉm cười. Ngài A Nan mới hỏi kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài lại mỉm cười? Chúng ta biết Đức Phật mỉm cười là có chuyện, thầy trò chúng ta cười hô hố ha há, không có chuyện gì nhiều. Nhưng mà Đức Phật mỉm cười là có chuyện lớn đấy. Thế là Ngài A Nan nói kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao Thế Tôn lại mỉm cười? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: ông có thấy cái người nông phu kia không? Nó dạ con thấy. Đây không phải là lần đầu tiên người này gặp được Đức Phật, mà trước ta đã có 6 vị Phật của lịch sử. Thì trong 6 vị Phật đó, lần nào, kiếp nào ông đó cũng được gặp 6 vị Phật đó cả. Và lần nào ông đó cũng gặp và cũng như thế nào, cũng có ý tới đảnh lễ, đúng không ạ? Quy y tám bảo và tu tập cả. Nhưng mỗi lần ông khởi lên cái ý đó, ngay lập tức lại có một ý nghĩ khác khởi lên: việc đồng áng còn nhiều, còn gian dở, thôi hãy từ từ đảnh lễ học pháp từ Đức Phật. Và thế là cuộc đời của ông trôi lăn từ thời Đức Phật này đến thời Đức Phật khác, và đã nhiều A Tăng kỳ kiếp trôi lăn trong luân hồi rồi. Các bạn có thấy hình ảnh của mình trong này không? Thấy rõ điều đó là điều tốt, thấy rõ là điều đó là điều nên làm. Ví dụ, chúng ta có thương bố mẹ mình không? Câu hỏi hơi vô duyên ha. Bố mẹ sao không thương được? Nhưng mà càng lớn lên chúng ta sẽ càng rời xa vòng tay của bố mẹ. Thì lúc đó nhiều lúc mình đang đi học về, mình đang đi làm về, mình thấy mẹ mình đang nấu ăn, hoặc là thấy ba mình đang vất vả, mình cũng muốn chạy tới ôm lấy bố của mình, ôm lấy mẹ của mình, nói lời yêu thương. Nhưng đó mình có ngại không? Có ngại nha. Đến một ngày nào đó, cơn gió vô thường đến, bố mẹ không còn nữa. Lúc đó chúng ta cảm thấy có hối tiếc không ạ? Có. Nên nếu đó là điều tốt, đó là điều thiện, đó là điều nên làm, thì chúng ta sẽ cố gắng làm ngay và luôn, đem tất cả sự can đảm của mình, hãy làm việc thiện đó, đừng chờ đợi, vì không biết phải đợi đến bao giờ. Đồng ý với thầy điều này không? Đúng nha. Cũng vậy, thời điểm đẹp thứ hai của cuộc đời là gì nhỉ? Là khi chúng ta gom đủ dũng khí để làm gì? Từ bỏ những việc xấu, những việc ác, những việc bất thiện. Mà những việc xấu, việc ác, việc bất thiện này không phải chỉ làm một lần mà mình đã làm nhiều lần. Nên nó mới trở thành gì? Thói quen. Để từ bỏ một thói quen xấu khó hay dễ các bạn? Khó lắm. Chỉ từ bỏ một thói quen chưa tốt thôi, nó là khó rồi. Ví dụ, hôm nay 7 ngày thầy đánh giá rất là cao, các bạn vào đây có được sử dụng điện thoại không? Có nhiều nơi thầy khen là các con vào đây dễ thương, không có sử dụng điện thoại. Khen xong nó giơ tay: dạ con vẫn được sử dụng điện thoại thầy ạ. À, bây giờ phải hỏi trước, vậy là bị thu điện thoại đúng không? Rồi, bây giờ mới khen nè. Sự khen lố bị mấy lần rồi. Ví dụ 7 ngày ở đây, các bạn ở đây ai đang là sinh viên giơ tay thầy xem nào. Rồi, ai đang đi làm nào, giơ tay thầy xem nào. Ồ, rồi, cảm ơn các bạn. Đi làm thì chắc chắn chúng ta có nhiều công việc phải lo, đi học chúng ta cũng phải nhiều công việc để lo. Nhưng trước mắt 7 ngày không sử dụng điện thoại, đây cũng là một cách chúng ta từ bỏ những thói quen để chúng ta có được những điều tốt đẹp trong khóa tu này. Khó hay dễ làm?
Khó đấy, tại vì đâu phải ai cũng vào chùa đâu. Vừa rồi, ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 5, Thầy có tổ chức khóa tu dành cho thanh thiếu niên Phật tử ở chùa. Thì sau đó có 30 bạn đăng ký ở Bình Dương cũng có về chùa Thầy. Thì khi vào thì mọi người check in tất cả hồ sơ xong hết, thì đến cái nhóm đó vào, hồ sơ làm xong hết, thì đến cái giai đoạn là thu điện thoại. Ngay lập tức đến cái giai đoạn thu điện thoại này thì 30 bạn này bỏ về. À, tại vì đối với các bạn để từ bỏ cái điều đó không làm được, thì xin thưa, lúc đó cái điện thoại là công cụ của mình hay mình là công cụ của cái điện thoại? À, mình là lệ thuộc vào cái điện thoại rồi. Cũng vậy, trong cuộc sống này, Thầy tin chắc các bạn ở đây ít nhất chúng ta cũng đã làm những điều sai rồi, có không ạ? À, chúng ta thử kiểm tra lại mình có những cái tính cách, có những cái thói quen xấu không? Có chứ. Nhưng để từ bỏ được những cái thói quen xấu đó dễ hay khó? Khó lắm. Nên ông bà mình mới có một câu gì? Giang sơn dễ đổi, còn bạn tính thì khó dời. Nhưng bây giờ về chùa Hằng Pháp có dời được không? Dời được những thói quen xấu, những thói quen không tốt, để biến mình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Đồng ý với Thầy điều này không? Đồng ý nha. Nên hai phép màu đầu tiên đó là gì? Hai thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Một là khi chúng ta đủ can đảm làm một điều thiện mà trước đó mình chưa từng làm. Hai là mình gom đủ dũng khí để từ bỏ những việc xấu, những việc ác đã trở thành thói quen. Đây là hai thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, và đây cũng chính là phép nhiệm màu. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý nha. Hai phép nhiệm màu tiếp theo. Ở đây có ai đi khóa tu mà đeo diamond không? Kim cương đấy. Có ai không? Giơ tay để xem nào. Chắc không ai dám giơ tay đâu, sợ mất luôn ngón tay. Hai phép màu tiếp theo đó chính là kim cương và than chì. Kim cương và than chì, nếu xét về hóa học thì nó giống nhau, tại vì nó đều kết cấu từ chất gì? Chính xác, từ carbon. Biết luôn hả? Giỏi dữ, cái này khó lắm nha. Không phải ai cũng biết đâu đó. Nên kim cương và than chì, nếu tính về hóa học, nó đều kết cấu từ carbon. Những gì kim cương có thì than chì cũng có, và ngược lại. Tuy nhiên, nếu xét về vật lý thì kim cương và than chì hoàn toàn khác nhau. Vì sao? Tại vì kết cấu tinh thể của các nguyên tử carbon nó khác nhau, nó tạo thành hai chất hoàn toàn khác nhau. Thầy nhắc lại nha, kim cương và than chì nếu nói về hóa học giống nhau, tại vì đều kết cấu từ carbon, nhưng nói về vật lý thì cái kết cấu tinh thể sắp xếp các nguyên tử carbon khác nhau, nên nó tạo thành hai chất khác nhau. Quay trở lại vấn đề của chúng ta cũng vậy. Người bình yên hay người bất an cũng không khác nhau nhiều lắm. Cũng đều là con người, cũng là xương thịt, máu cũng đều đỏ, nước mắt cũng đều mặn, cũng mong cầu một đời sống hạnh phúc và cũng sợ khổ đau. Chỉ khác nhau tỷ lệ hiểu biết và từ bi trong mỗi con người mà thôi. Người nào trong tâm của mình có tỷ lệ hiểu biết và từ bi càng nhiều thì người đó càng bình an và càng hạnh phúc. Còn người nào trong tâm của mình cái tỷ lệ hiểu biết và cái tỷ lệ từ bi nó ít quá, thậm chí nó khô cằn sỏi đá quá, thì xin thưa, bình an trong tâm của chúng ta có nhiều không các bạn? Hoàn toàn không có. Ai cũng muốn bình an cả, ai cũng muốn hạnh phúc cả. Nhưng mà nếu trong tâm mình không có hai chất liệu, không có hai phép nhiệm màu, hiểu biết và từ bi, thì mãi mãi chúng ta không bao giờ có được sự bình an. Vậy hiểu biết là gì? Từ bi là gì? Phải biết. Đúng không ạ? Vậy đố các bạn hiểu biết là gì? Hiểu biết là biết cách nhặt bỏ những thứ tiêu cực để làm trống trái tim mình. Từ bi là gì? Từ bi là biết cách mang tình thương yêu về lấp đầy những khoảng trống đó.
Nghe lại câu này nha. Kim cương và than chì đều giống nhau về hóa học từ nguyên tử carbon, nhưng nó khác nhau về sắp xếp tinh thể, đúng không ạ? Thế nó tạo ra hai chất. Kim cương nó cứng, nó đẹp, nó sáng, nó quý giá, và than chì nó đen, nó xấu, nó mềm và kém giá trị. Chúng ta, các bạn, gần hai các bạn tu sinh, 2000 tu sinh ngồi đây cũng giống vậy. Chúng ta đều là con người, máu cũng đều đỏ, nước mắt cũng đều mặn, cũng mong cầu hạnh phúc, thành công và cũng sợ khổ, khổ đau. Đúng không ạ? Nhưng nếu bên trong của các bạn đấy, cái tỷ lệ hiểu biết và cái tỷ lệ yêu thương từ bi của mình nó càng nhiều, cũng có nghĩa hạnh phúc chúng ta càng nhiều, bình an chúng ta càng lớn. Nên hai phép nhiệm màu mà chúng ta cần phải có và xin thưa nó có sẵn trong tâm của mình, các bạn phải khơi dậy, đó chính là hiểu biết và từ bi. Vậy hiểu biết là gì? Nhắc lại, hiểu biết là biết cách nhặt bỏ những cái điều tiêu cực để làm trống trái tim của mình. Sau khi nhặt bỏ những điều xấu, nhiều ác, những điều tiêu cực làm trống trái tim của mình, thì bước tiếp theo để từ bi làm. Từ bi là gì? Là biết cách mang tình thương yêu để lấp đầy những khoảng trống đó. Đồng ý với thầy điều này không? Nên vào trong khóa tu này, các bạn đang nghe pháp là các bạn đang nhặt đi những cái tiêu cực trong tâm của mình ra, đúng không ạ? Các bạn về đây được có thời kinh tín kệ, được sự yêu thương của quý thầy, quý sư cô, được những cái lời thuyết giảng của các vị về đây, thì các bạn có gieo vào trong tâm của mình những hạt giống của từ bi không? Có đó. Và nhờ cái hiểu biết đó, nhờ cái từ bi đó mà các bạn mới có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của mình và lan truyền những cái năng lượng bình yên, hạnh phúc đến với mọi người. Đây chính là gì? Phép nhiệm màu. Đồng ý với thầy điều này nhé. Dưới nhiệt độ cao và áp suất cao thì những khoáng chất carbon nó sẽ chuyển hóa thành gì? Kim cương. Thầy nhắc lại nha. Dưới nhiệt độ cao và áp suất cao thì những khoáng chất carbon nó sẽ chuyển hóa thành kim cương. Cũng vậy, dưới áp lực của cuộc sống thì những trái tim nào có đầy đủ sự yêu thương, những trái tim nào có đầy đủ sự hiểu biết thì nó sẽ chuyển thành ngọc quý. Nên chúng ta đừng ngại khó khăn, đừng ngại thử thách, đừng ngại chông gai, đừng ngại những áp lực bên ngoài, mà chúng ta phải tự làm cho mình có một cái động lực bên trong. Các bạn có biết quả trứng gà, trứng vịt không? Nếu nó bị một cái lực bên ngoài nó tác động vào thì nó sẽ bị gì? Vỡ. Còn nếu nó có một cái lực nào từ bên trong thì nó như thế nào? Nó nở. Bây giờ muốn nở hay muốn vỡ? Vỡ là đi đâu? Đi về với ông bà đấy. Đúng ạ. Còn nở là chúng ta đem những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Thì cũng vậy thôi. Đừng để những biến cố trong cuộc đời vùi dập mình. Đừng để những áp lực trong cuộc sống làm mình như thế nào ạ? Mất đi tinh thần. Mà hãy sử dụng những cái áp lực đó với trái tim đầy yêu thương, với trái tim đầy hiểu biết, chuyển hóa tất cả những áp lực của cuộc đời trở thành viên ngọc quý trong tâm của mình. Đó cũng chính là phép nhiệm màu. Đồng ý không ạ? Bốn phép nhiệm màu rồi, được chưa ạ? Hai thời điểm đẹp nhất, bình minh hoàng hôn, kim cương và gì? Hàng chỉ. Bốn cái rồi nhé. Chúng ta đến với hai phép nhiệm màu nữa, đó là đồ cổ hay là đồ cũ. Chúng ta dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù đẹp hay xấu, dù ốm hay mập, dù cao hay là thấp thì đều giống nhau ở một điểm, hai điểm. Thứ nhất, đều cất tiếng khóc chào đời, đúng không các bạn? Thứ hai, dù có giàu hay là nghèo thì đến một ngày nào đó anh cũng phải như thế nào? Nhắm mắt lìa đời. Cái khoảng đầu và khoảng cuối hoàn toàn giống nhau, nhưng quan trọng cái khoảng giữa. Từ lúc chúng ta cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời, mình sống làm sao, mình tu làm sao, mình đối nhân xử thế như thế nào, để từng ngày trôi qua mình phải trở thành một đồ cổ, chứ không phải là đồ cũ. Nghe tới đồ cũ là như thế nào? Mất giá trị, đúng không ạ? Nghe đến đồ cũ là muốn như thế nào?
cũng bỏ đi rồi. Còn nghe tới đồ cổ càng lâu năm, càng lâu tháng thì nó càng có giá trị. Năm nay các bạn 17 tuổi có, 18 tuổi có, mình sống làm sao mà cái sự xuất hiện của mình ở đâu phải mang đến giá trị cho cuộc đời ở đó thì mình mới là đồ cổ được. Còn mình sống làm sao chỉ là sự chen lấn thôi. Rồi một ngày nào đó mình ra đi thì cái sự ra đi của mình là một sự vắng mặt chứ không phải là một sự mất mát của cuộc đời. Thì xin thưa, cuộc đời chúng ta sống như vậy lỗ hay là lời? À, lỗ rồi. Nên trước tế thầy có giảng cũng cho gần 3.000 sinh viên ở ngoài Hà Nội cũng với cái chủ đề là sống một cuộc đời có lời, có lãi đó. Tức là làm sao mình sống càng ngày mình phải nâng cấp giá trị của mình lên như một đồ cổ, chứ đừng bao giờ sống lê lết qua ngày, sống một cách bám víu, sống một cách không có lý tưởng, sống một cách nhu nhược, sống một cách dựa dẫm, sống một cách không mang đến những cái điều tốt đẹp cho cuộc đời. Thì từ ngày này sang ngày khác, sự có mặt của chúng ta đơn giản chỉ là sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp. Rồi một ngày nào đó sự ra đi của chúng ta chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát của cuộc đời. Vậy làm sao để càng ngày chúng ta là một đồ cổ? Xin thưa là mình cần phải có giá trị. Phế phẩm, nhắc đến phế phẩm là như thế nào các bạn? Bỏ đi đúng không ạ? À, sản phẩm thì mình phải PR, mình phải marketing, phải quảng cáo, chạy livestream đủ thứ thì sản phẩm nó mới tới được tay của khách hàng. Còn nếu các bạn là một tác phẩm, họ phải xếp hàng săn đón mình. Vậy bây giờ các bạn muốn cuộc đời của mình là một phế phẩm, là một sản phẩm hay là một tác phẩm? Ai muốn mình trở thành một tác phẩm để mọi người săn đón đâu? Giơ tay thầy xem nào. Có bạn giơ hai tay luôn, hơi tham nha. Thôi cũng được, cho một tràng pháo tay nào. Quay trở lại, bây giờ chúng ta muốn đồ cũ hay là đồ cổ? À, đồ cổ. Muốn phế phẩm hay là tác phẩm? À, muốn là một chuyện. Bây giờ mình phải tìm cách biến mình trở thành đồ cổ và biến mình trở thành một tác phẩm bằng cách sống có giá trị. Vậy giá trị của chúng ta nằm ở đâu? Mình không xác định được cái giá trị mình nằm ở đâu thì làm sao mình có thể phát triển được? Xin thưa, giá trị không chỉ nằm ở bằng cấp. Giá trị không chỉ nằm ở tiền tài, vật chất. Giá trị không chỉ nằm ở một địa vị xã hội. Giá trị của con người không phải nằm ở những điều bạn nhận được, mà giá trị của các bạn nằm ở cái việc chúng ta cho được, tặng được, cho đi những điều tốt đẹp cho cuộc đời, cống hiến, hy sinh, phụng sự được gì cho cuộc đời này. Có hai người chết rơi xuống âm phủ. À, sau đó thì được Diêm Vương kêu lên. Diêm Vương mới hỏi, bây giờ là chuẩn bị đầu thai, cho hai ông đầu thai. Bây giờ ông muốn đầu thai làm người gì? Thì ông này nói, dạ bây giờ con muốn đầu thai lên trên cuộc đời này, con xin cái gì họ cũng cho con hết đó. Cái ông này, ông mới nghe người này nói, ông nói ông này mà xin cái gì cũng cho, mà mình cũng xin cái gì cũng cho thì ai cho mình đây? Thế thôi, nó dạ bây giờ con xin lên, cho con đầu thai lên thì con sẽ là người đi cho mọi người. Đây là cái ông xin, mà con lên con xin cái gì họ cho, thế là đầu thai làm đi ăn xin. Xin cái gì họ không cho mà. Còn cái ông nói con sẽ lên, ai muốn cái gì con sẽ cho cái đó, thì trở thành một đại gia sang trọng để cho đi. À, đây cũng là một câu chuyện ngụ ngôn khá dễ thương cho chúng ta một bài học gì? Giá trị của con người không phải nằm ở chỗ chúng ta nhận được cái gì, mà nằm ở chỗ chúng ta ban tặng được điều gì tốt đẹp, chúng ta cống hiến, hy sinh được những điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Và các bạn nên làm cái vế số 2, đồng ý với thầy nhé. Phép màu cuối cùng, tại vì hết giờ rồi nha, hết giờ rồi. Phép màu cuối cùng, để rất là tiếc, nếu có thời gian thầy sẽ nói thêm, nhưng hết giờ, hẹn dịp khác. Phép màu cuối cùng, hãy trân trọng những gì mình đang có. Có hai cậu bé ngồi trong công viên. Cậu bé kia đang ngồi trên một cái ghế rất là đẹp, mặc một cái bộ áo quần rất là đẹp, mặc một cái đôi giày cực kỳ đẹp.
Còn cái cậu bé này, cái đôi dép mà các con biết, đôi giày mà đến mức độ mà nó hở cái miệng luôn á, biết không? Đấy, thế là vừa đi vừa phải nhìn, đi không dám đi mạnh, và bạn phải ngồi vào một cái góc để nhìn người bạn kế bên. Và bạn cảm thấy tại sao tôi sinh ra một cái thân phận gì đâu mà khổ quá. Và bạn khóc, bạn tủi. 5 phút sau thì bạn lại thấy có một người phụ nữ dẫn một chiếc xe lăn tới và bế cái cậu bé đang ngồi trên cái ghế với một bộ áo quần đẹp và đôi giày đẹp lên chiếc xe lăn. Thì hóa ra mới biết được rằng bạn kia có bộ đồ đẹp, bạn kia có đôi giày đẹp, nhưng mà bạn đó không bước đi được bằng đôi chân của mình. Còn mình có thể áo quần không được đẹp, đôi giày cũng đã rách nát rồi, nhưng mà ít nhất mình có thể đi được bằng đôi chân của mình. Thường thường các bạn trong lứa tuổi này, các bạn hay so sánh và các bạn hay nhìn lên mà ít khi nhìn xuống lắm. Nhìn lên tại sao gia đình của mình không giàu có như vậy, bố mẹ của mình không sang trọng như vậy, đời sống của mình không tốt đẹp như vậy, toàn là những điều xấu đến với mình không à? Mà tại sao bạn kia tốt quá, bạn kia đẹp quá, gia đình của bạn đó hạnh phúc lắm? Nhưng các bạn có biết không, nhìn lên đúng là có nhiều lúc mình không bằng ai, nhưng khi nhìn xuống lại có rất nhiều người không bằng mình. Nên khi chúng ta có được những điều tốt đẹp, hãy trân trọng những điều đó. Mình sinh ra với thân phận của một con người có quý không các bạn? Quý lắm các bạn ạ, cực kỳ quý. Mà có nhiều người sinh ra với thân phận của một con người, nhưng cuộc đời của họ duy nhất họ chỉ thấy có một màu, đó là màu đen, tại vì họ bị mù. Họ sinh ra với thân phận của một con người, nhưng chưa bao giờ họ nghe được một tiếng suối chảy róc rách, cũng chưa bao giờ nghe được một tiếng chim hót líu lo, tại họ bị gì? Bị điếc. Họ sinh ra với thân phận của một con người, nhưng chưa bao giờ họ mở miệng nói được tiếng mẹ ơi, bố ơi, vì sao? Họ bị câm. Còn các bạn ngồi đây, thầy nhìn thấy rất là rõ, các bạn đều là những người thanh niên, mặt sáng rực, rất là dễ thương. Chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh ý đầy đủ. Hãy trân trọng điều đó, và hãy xem đó là những phép nhiệm màu trong cuộc sống của mình. Đồng ý với thầy điều này không ạ? Năm 2020, lúc đó đang xảy ra đại dịch Covid, thầy có hướng dẫn cho khoảng 1.000 em sinh viên, lúc đó chỉ tổ chức lễ Vu Lan online thôi. Ví dụ các bạn được về chùa tổ chức thì quý thầy sẽ cài hoa hồng cho các bạn, đúng không ạ? Nhưng mà trong lễ online thì đâu có tới chùa được, lúc đó đang Covid mà. Nên có cái cuộc thi là viết thư cho bố mẹ, và đặc biệt có một cuộc thi là chúng ta phải tự làm một cành hoa hồng để cài lên ngực áo của mình trong cái buổi lễ đó. Thì khi mà làm cái buổi lễ đó xong, thì tối ngày 14 tháng 7 âm lịch thầy tổ chức. Các bạn biết là các bạn nữ khéo tay lắm, làm những cái bông hoa hồng thật là đẹp để mà chuẩn bị đến cái giây phút đó cài lên ngực. Có một bạn sinh viên năm 2 ở Thái Bình lên Hà Nội học, thì bạn đã làm một cái bông hoa hồng rất đẹp, rất tươi, tại vì 23 năm qua năm nào bạn cũng được cài hoa hồng cả. Và tự tin năm nay bạn cũng sẽ cài hoa hồng, tại vì mẹ của bạn năm nay có 40 mấy tuổi và con rất là khỏe. Nhưng các bạn biết sao không? Đúng 8:58 ở quê gọi lên, bạn nói với một thông tin là mẹ của bạn đã bị Covid và không vượt qua được và đã ra đi. Chỉ cần có vài tiếng đồng hồ nữa thôi, lại một năm nữa bạn đó được cài lên ngực áo của mình bông hoa gì? Hoa hồng thắm. Hoa hồng thắm đó là một niềm tự hào. Tại vì sao? Tôi còn có cha, tôi còn có mẹ. Nhưng chỉ trong một chốc lát thì bông hoa hồng tươi đã trở thành một bông hoa hồng màu trắng. Đi sự mất mát. Nên chúng ta đừng tìm kiếm phép màu ở đâu xa xôi, chúng ta đừng đi tìm kiếm kho báu ở đâu xa xôi cả, mà ngay trong gia đình của chúng ta, các bạn biết không, có cha và mẹ là phép màu của chúng ta đấy, là một cái tài sản vô cùng quý giá của chúng ta đấy các bạn ạ. Thầy đọc được một cái câu nói này mà thầy cảm thấy rất là xúc động, rất là xúc động. Thầy chia sẻ điều này đến với các bạn. Chúng ta
dẫm lên tiền của cha mẹ để đi những nơi cha mẹ chưa từng đến. Chúng ta dùng tiền của cha mẹ để học những điều cha mẹ chưa từng học. Và nhờ vào mồ hôi, nước mắt, công sức của cha mẹ mà chúng ta có thể chạm đến được những vinh quang mà cha mẹ chưa từng mơ ước. Nên nếu có một cái phép màu, nếu có một điều ước ngay trong lúc này, bản thân của Thầy và Thầy muốn các bạn cũng nên có, nên thầm trong tâm mình có một điều ước. Ước làm sao các bạn biết không? Con ước làm sao mẹ của mình có thể sống mãi với mình, đúng không ạ? Nhưng mà điều này mãi mãi chỉ là một điều ước. Mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, nhưng làm sao cha mẹ có thể sống đời với chúng ta được? Chúng ta ước nhỏ đi chút xíu, ước gì? Chúng ta lớn lên mà bố mẹ vẫn chưa già đi. Ước gì chúng ta trưởng thành mà bố mẹ vẫn còn khỏe, vẫn bên cạnh yêu thương, chăm sóc, chở che chúng ta. Thầy muốn hỏi các bạn một điều này. Trước cái dòng đời xuôi ngược, đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa nói lời yêu thương bố mẹ mình? Trước cái dòng đời xuôi ngược, với nhiều mối quan hệ bạn bè, với nhiều công việc phải lo, lúc còn nhỏ, cái thế giới của chúng ta đơn giản chỉ là con đường ngoằn nghèo từ nhà cho tới trường, đúng không các bạn? Lúc đó ai là tất cả các bạn nhỉ? À, bố mẹ mình tất cả. Nhưng khi mà lớn lên rồi, chúng ta có vô số những mối quan hệ khác, nào là bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp, và đặc biệt là tình yêu. Nên trong lúc đó, nhiều lúc mình đã quên đi bố và mẹ của mình rồi đấy. Nên Thầy muốn hỏi các bạn một câu này, về liệu rằng các bạn đã dành đủ thời gian cho cha và mẹ của mình chưa? Chúng ta đã dành rất nhiều những thời gian cho những mối quan hệ xã giao bên ngoài, bạn bè, đồng hương, đồng nghiệp, đặc biệt là tình yêu. Vì sao các bạn biết không? Tại vì tất cả những tình cảm đó, tất cả những mối quan hệ đó có điều kiện. Và bởi lẽ nó có điều kiện nên nếu chúng ta không dành đủ thời gian cho nó thì chúng ta sợ mất. Còn tình thương của bố mẹ là bao la, là vĩ đại, là thiêng liêng, là ấm áp và không có điều kiện. Và bởi lẽ tình cảm của cha mẹ nó vĩ đại quá, nó bao la quá, nó vô điều kiện quá, nên chúng ta không bao giờ sợ mất, không bao giờ sợ thay đổi. Nên chúng ta ít lưu tâm hơn, ít quan tâm hơn. Nhưng mà bố mẹ cũng không quá trách chúng ta đâu. Tại vì tình thương của cha mẹ bao la lắm, vĩ đại lắm, lớn lao lắm. Bao la vĩ đại đến mức độ có thể ôm hết tất cả những buồn phiền, tha thứ tất cả những lỗi lầm chúng ta. Điều mà không thể ai cũng có thể làm được. Khi ra ngoài đời chúng ta gặp người này đối xử tốt với mình, gặp người kia đối xử tốt với mình, hoặc gặp một ý trung nhân, một người tri kỷ, chúng ta nghĩ người này có thể thương yêu mình cả đời, người này có thể bao dung mình cả đời. Chưa chắc đâu. Mình sai một lần họ có thể bỏ qua cho mình, hai lần họ cũng có thể bỏ qua cho mình, ba lần họ có thể miễn cưỡng bỏ qua cho mình. Nhưng đến lần thứ tư thì không. Duy chỉ có cha và mẹ, dù chúng ta có sai lầm n lần đi chăng nữa, bố mẹ vẫn chưa bao giờ bỏ mặc chúng ta cả. Nên đừng tìm kiếm một cái phép màu nào đó xa xôi, đừng tìm kiếm một cái kho báu nào đó vời vợi, mà hãy trân trọng những gì mình đang có. Và may mắn thay, nếu chúng ta còn có cha, có mẹ, đó là hai phép nhiệm màu vô cùng tuyệt vời trong cuộc đời của mình đấy các bạn ạ. Hãy một lần thử ôm trọn tấm lòng của cha, ôm trọn cái tấm lòng của mẹ, đặt kế bên tâm hồn của chúng ta, để lắng nghe bố mẹ nhiều hơn nữa, để sẻ chia bố mẹ nhiều hơn nữa, để yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa. Trên thế gian này các bạn biết đó, chỉ có cha có mẹ mới là người toàn tâm toàn ý yêu thương chúng ta mà không đòi hỏi điều gì cả. Vì các bạn, họ có thể bán tất cả khối tài sản, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình chỉ vì các bạn thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó vô thượng đế, bố mẹ của mình bắt buộc phải ra đi, thì bố mẹ của mình
không bao giờ có thể nói trước được điều đó. Bởi vậy, ở đây nếu ai còn có cha, ai còn có mẹ, hãy luôn luôn nở nụ cười với cha mẹ, quan tâm chăm sóc đến cha mẹ, đừng để cha mẹ mỏi mắt ngóng trông chúng ta. Hồi xưa khi mình còn bé, cái niềm tự hào của mình đơn giản: bố ơi, mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm. Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay con được bằng khen. Đó là câu nói mà bố mẹ cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất và tự hào nhất. Nhưng mà đến cái lứa tuổi của thầy, hoặc là sau này các bạn lớn lên chút xíu nữa đang đi làm đó, thì một cái câu nói mà bố mẹ mình mong nhất, chờ nhất đó là gì? Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay con đã về rồi. Nên đừng để cuộc đời cuốn xô chúng ta đi quá xa mà quên có một cái bến bờ hạnh phúc bình yên đang chờ đợi. Khi bố mẹ còn sống, chúng ta có rất nhiều nơi để đi. Nhưng khi bố mẹ không còn, chúng ta sẽ không còn nơi để trở về. Hãy trân trọng điều đó, hãy chia sẻ điều đó, nói lời yêu thương đối với cha mẹ, dành những thời gian quý giá bên cha mẹ. Để lỡ mai một ngày nào đó bố mẹ ra đi, chúng ta có cài lên ngực áo của mình một bông hoa màu trắng, thì chúng ta cũng không quá tiếc nuối về những ngày tháng đã sống trọn vẹn với mẹ của mình. Tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Nên ngày mai nữa thôi là chúng ta đã kết khóa rồi. Thầy hy vọng rằng một trong những điều đầu tiên các bạn có thể làm sau khóa tu này, về nắu một bữa cơm gia đình, lấy đôi bàn tay của mẹ, nhìn thẳng vào ánh mắt đăm chiêu của cha, nói lời cảm ơn, nói lời yêu thương, nói lời xin lỗi, kẻo mai không còn cơ hội. Con nợ mẹ suốt đời không trả nổi, còn vay thêm giấc ngủ mỗi lần đau. Con hề nghe than thở tín gì đâu, chỉ đôi mắt quầng sâu mẹ khóc. Tấm lòng mẹ cứ như dòng suối ngọt, như sương đêm từng giọt mát đất trời, như gió hiền cho sóng hát biển khơi. Con quên bẵng mẹ xa xôi từng phút, con nợ mẹ từng ngón tay chăm chút, nợ ánh mắt trong hun hút khói chiều, nợ bàn chân không nghĩ dáng liêu xiêu, nợ trọn đời những điều thầm giấu kín, nợ nỗi bình an mẹ giàu nhẫn nhịn, nợ những niềm vui tỏa kín mái nhà, nợ mọi lo toan trước lúc đi xa, nợ bao dung lời thiết tha mẹ dạy. Mẹ ơi mẹ, lòng con giờ hiu quạnh, chữ hiếu ân mãi canh cánh bên lòng. Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông, con muốn tỏ giờ đã không kịp nữa. Ai còn mẹ giờ nói yêu người nhé, hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều, để khi quỳ trước nấm mộ quạnh hiu, không hối hận vì vạn điều chưa nói. Có lúc nào các bạn đã hỏi ước mơ của mẹ mình là gì chưa? Chắc là hiếm lắm đúng không? Và nếu có hỏi thì mẹ của bạn cũng sẽ trả lời câu hỏi. Mẹ cũng lâu rồi không ai hỏi mẹ câu này. Thời xưa mẹ cũng như các con ở đây đúng không ạ? Cũng có ước mơ đi chỗ này, đi chỗ kia, làm điều này, làm điều khác. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của các con, thì lúc đó tất cả ước mơ của mẹ, tất cả thế giới của mẹ đều là con. Nên hôm nay thì rất là muốn các con sẽ ngồi thật thẳng lưng lên. Chúng ta sẽ kết lại buổi giảng hôm nay bằng ca khúc Ước mơ của mẹ, hát thật to, thật lớn, thật tình cảm, để chúng ta gửi đến mẹ của mình, đến bố của mình nhé. Đồng ý với thầy không nào? Đồng ý nha. Hãy sống cho ước mơ của mẹ, tại vì bây giờ mình chính là ước mơ của mẹ nha. Cố gắng tu tập, làm những điều tốt đẹp, chúng ta cùng hát nha. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu, chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Thầy muốn nghe giọng các bạn hát lớn nha.
xin chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào, cùng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế, rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Hát lớn nha. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là xa em. Bây giờ các bạn sẽ lấy tay phải của mình đặt lên trái tim của mình nhé, để chúng ta kết nối với cha và mẹ của mình nha. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhắn sau ngần năm ấy, rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng có gắn theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phận mẹ. Cùng hát lớn nha. Mẹ dần quên ước mơ của mẹ là gì, mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là sân. Cảm ơn tất cả các con rất là nhiều. Hôm nay lần đầu tiên Thầy được về với khóa tu mùa hè chùa Hằng Pháp, chia sẻ một đề tài pháp thoại, bạn sẽ thấy được phép nhiệm màu. Và chính bản thân của Thầy cũng đã thấy được phép nhiệm màu khi hiện diện với các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta còn một ngày nữa tham gia khóa tu ở chùa Hằng Pháp và còn rất nhiều lần quay trở về chùa Hằng Pháp với những khóa tu khác nữa. Chúng ta sẽ biến những cái phép nhiệm màu này không chỉ dành riêng cho mình, mà hãy lan tỏa những phép nhiệm màu này đến với cuộc đời, để những điều tốt đẹp sẽ luôn luôn nở hoa trong cuộc sống này. Và chúng con một lần nữa cảm niệm công đức Hòa Thượng Viện Chủ, Đại Đức Trụ Trì, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Ngưỡng Nguyện Hồng Anh Tam Bảo Thị Từ, đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, được Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, mọi Phật sự được viên thành, đạo quả được viên mãn, mãi mãi là con thiền thanh lương, đưa chúng sinh lìa bến mê tìm về với bờ giác. Và kính chúc tất cả các bạn tu sinh chúng ta đang có mặt trong khóa tu mùa hè chùa Hằng Pháp nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và luôn luôn sống trong phép nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.